kênh Đồng Tháp Quy Tôi xin gửi lời chào đến các bạn. Hôm nay cuối tuần gia đình mình đi khu du lịch Tràm Chim chơi. Và nhân dịp này mình cũng muốn chia sẻ những điều thú vị tới các bạn nha các bạn. Khu du lịch Tràm Chim rất là rộng. Đây là đường ra quán với cái bè nổi này. Đây là cây cầu vượt ngang lộ của khu du lịch Tràm Chim nè các bạn. Mình đây là mình qua cây cầu này mình xuống mình đi lại đồng bến tàu. Bến tàu đang đi ra ngoài khu du lịch. Đây là bến tàu đi vô khu du lịch nè các bạn. Đi tới đâu con kiếm đồ ăn không chứ đâu. Còn 5 nghe. Quà lưu niệm nè chung. Hôm nay là chủ nhật nên khách đông quá nên thiền không đủ thiền rồi, mình giờ hết thiền rồi. Mình trở lại mình kiếm xe điện, mình đi xe điện vô khu du lịch. Gió mát đâu thua gì đi trên xuồng chứ chung. Thôn chơi rất mát mà. Thank you.
điểm dừng chân khoảng giữa của khu du lịch Tràm Chim rồi nè các bạn. Chút xíu mình leo lên cái tháp đó. Chôn chút leo lên tháp đó đi chung. Năm nay nước lớn, lũ về nhiều cho nên người ta xả nước ra bớt. Mấy cái đập điều người ta đều xả nước ra hết. Lên tượng đài rất là cao. Có. Trời ơi, lên tới đây mệt muốn chết luôn nè, đứng hết khúc. Có viên hai đi hoài luôn á trời. Đây là trạm thứ nhất rồi, vô xuồng này là đi vô trạm thứ hai nữa hả?
đánh rùa nữa nè. Hôm nay cái gì á? Đánh rùa hả? Con ba ba. Mấy cá nàng hai nè Trung. Cá nàng hai đẹp nè. Cá con gì nó sắc lắc cơm. Cá con ba. Cá này hai đâu? Nó cá con. Còn cá lăng bự nè. Cá lóc kiến nè. Cá lóc kiến là người ta để vô rồi lau cho nó sạch thôi. Cá lóc con, không cá lóc đồng. Cá lóc đồng. Táp táp đi. Táp đi, táp đi. Thì không táp. Ở trong này vậy là đang lau kiến hả? Làm như khi đang ăn rong gì cho. Này chính đã đẻo rồi mà nó lấy cái vỏ hả? Có mấy cái nó che chỗ mà bị gạt rồi. Giờ đảo vòng khu du lịch rồi giờ bắt đầu ăn uống. Này là gà gan muối nè. Này là lươn nấu lẩu mắm. Ăn uống no say rồi giờ mình khép lại tại đây. Để ngày mai bước vào ngày mới, công việc mới. Chào tạm biệt các bạn.